Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu với mấy anh em một cái bộ dàn sới Gia 80. Con này sới 1m1, có chỉnh nghiêng nha anh em, bánh lớn. Đầu tiên em sẽ quay cho anh em xem cái động cơ của nó là NFAD8-L, bét kim nha anh em. Đó, anh em thấy cái bét kim không? NFAD8-8BS 2500 tua. Tay quay kim, con này có đề nha anh em. Con này cũng còn khá mới. Này nó còn tả pin đây. 1 cục, 2 cục, 3 cục. Tả đầu. Bánh thì rất là mới luôn. Thấy không? Bánh này như là bánh 86. Trời, anh nhìn cái đầm bảy màu. Đèn nó loáng. Chân. Bánh cao. Gia 80D. Đây. Dàn chỉnh nghiêng nè. Sới UFO 1m8, 1m1 nha anh em. Sới 1m1. Này thì nó có 3 số ve, 6 số tới, 2 số sới. Đây bàn chỉnh nghiêng. Đây là đèn ngắt số sới này nè. Bỏ đây là không sới, đẩy lên là sới. Đây là cảnh báo là mình đã mở chìa khóa, và khi mà mình nổ máy lên thì nó sẽ tắt nhẹ nha. Đó nè, thấy không? Cái bếp kim nó ngon dở hay không là do cái tiếng này. Sực. Gia 80 nguyên bộ này giá là 25 triệu nha anh em. Qua bờ thì sao thì anh em ngắt cái này thôi, đó là nó ngắt sới thôi, rồi sau đó là mình bẻ lái thôi. Này bẻ lái cực kỳ nhẹ luôn anh em, đó anh em thấy không? Đó nè, đó nè, thấy không? Đó nè, bóp vô là tự động nó quay. Đây cái bánh nó bự anh em, rất là nhẹ nhàng. Thì nó truyền động qua cái láp, cái tăng á nè. Đó rồi vô số sới thì mình cứ đặt tới thôi. Đó, đẩy tới là sới thôi.
80. Đó nè, nhắc tới nè, đó rồi xong rồi anh em bo cua. Muốn đẩy đi đâu đó anh em đẩy thôi. Một bên bánh nó vẫn chạy đó anh em ơi. Tới thôi máy đó ha, nó kêu vậy đó là nó là mình chưa tắt chìa khóa nè đó, anh em phải tắt không mà để nó âm bình hết bình. Đây nó có cái mức ga nè anh em, đẩy xuống đây nè, muốn tắt anh em bóp cái này vô nè, đó đẩy xuống là tắt nè, còn muốn nổ thì anh em kéo lên nè, nó làm cái bật nè, đó, đó nổ, nhích nhẹ qua nổ, những cái dòng máy này thì phải nói, mấy cái bộ mà dàn xới lớn này thì càng hiếm, cực kỳ hiếm. Máy nổ đã rồi chứ. Thích. Rồi thôi em quay sơ lược cho anh em coi như vậy rồi đã là hoạt động ok hết, tiếng máy nổ thì thầm không đổ hơi đổ hám gì hết, giá cũng đã báo với anh em 25 triệu rồi. Rồi mấy anh em có chốt thì cứ liên hệ với em 0913948706 hoặc là 0972547272 rồi em sẽ ship con này về cho anh em, ship mọi miền tổ quốc nha anh em, đâu em cũng ship được. Nông cơ Nguyễn Châu đây, dòng xây ngã giao tổ quốc Bà Rịa chúng ta. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.